Đối với chúng tôi là bậc cha mẹ học sinh, trong những năm qua đã kết hợp cùng với nhà trường làm nhiều công trình phúc lợi như tu sửa cơ sở vật chất cùng với sắm sửa trang thiết bị như là máy vi tính, sửa chữa bàn ghế. Nhà trường có đội ngũ giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc chăm lo dạy dỗ, mong muốn các em học sinh lên người thành đạt trong tương lai. Với hội cha mẹ học sinh của chúng tôi luôn kết hợp với nhà trường quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc các em. Trên trường thì các em học có sự phối kết hợp giữa về nhà, tôi luôn chỉ đạo con em chúng tôi là học làm theo cái chương trình của nhà trường đã đề ra, tạo điều kiện thời gian tốt nhất cho các em đến trường. Về nhà chúng tôi cũng tạo điều kiện thời gian cho các em học tập làm sao cho đúng đủ thời gian, không cho các em học quá tải. Với chúng tôi là những bậc cha mẹ học sinh, ngoài sự quan tâm mong muốn của gia đình là các em học giỏi chăm ngoan, trong khi đó muốn nhờ giáo viên nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô trong trường tạo điều kiện tốt nhất để cho các em học tập kỹ năng sống, kiến thức làm người để bước vào cuộc sống.